Rồi, em chào bà con nha. Hôm nay ngày 21 tháng 11 ha, 2022. Cây G530 học online tốt 5.1, giá 350. Riêng nguyên cây. Riêng thì vỏ nó hơi xấu ha. Thì nó nguyên cây luôn riêng mà. Nguyên cây riêng. Vỏ nó hơi xấu ha. Giá 350 nha, G530. Wi-Fi đầy đủ không? G530 350. Rồi, ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50.000 hay là chuyển khoản cho em 50.000, còn lại 300 cộng được ship 35.000 ha. Ship tới chỗ cho kiểm tra hàng ok thì nhận ha. Mua 2 cây trở lên thì bao ship, mua 1 cây thì 35.000 tiền ship ha. Chuyển khoản hết số tiền trên máy thì bao ship luôn ha. Cây này G530 mà em lên đẹp. G530 lên đẹp nha. Cây này học online tốt 5.1, giá 450 nha, 450 lên vỏ đẹp kênh luôn ha. Lên vỏ đẹp kênh luôn à. Vỏ đẹp kênh luôn ha. Cảm cũng đẹp luôn ha. Nguyên nguyên cây luôn, lên vỏ đẹp nha. Lên vỏ đẹp, wifi đầy đủ ha. Máy ok ha. Rồi, 450 nha, gọi là G530 đẹp nha. Kế bên cây 01 nha. Rồi, G530 đẹp ha. Cây 00 G2 Prime. Nguyên nguyên cây. G2 Prime nguyên nguyên cây ha. Nguyên nguyên cây. Học online tốt, Android 6.0. Cây này học online ok luôn ha. Em bán cây này có 400.000 thôi, 400.000 ha. Còn lên vỏ đẹp thì 500 ha. Lên vỏ đẹp thì 500 ha. Còn riêng nguyên cây giờ là 400 ha, 400.000. Có cây lên vỏ đẹp nữa. Mà clip một chút nữa em ghép vô ha. Cây số 11 Redmi 3S Gam 2 vẫn như 16 6.0, giá 500.000 ha. Giá 500.000. Cây này mạnh lắm nha. Con cây bị hở lưng miếng ha, không phải là phụ pin. Em đổ cục pin khác nó hở ha. Mai mốt con kiếm cục pin khác. Nếu mà bán không được chứ kiếm cục pin khác bỏ vô á. Cây này màn hình không nứt gì hết nha. Màn hình không nứt gì hết. Giá là 500.000 ha. Redmi 3S Gam 2 vẫn như 16 6.0, giá 500.000 ha. Rồi cây số 13. Cây này là Oppo F1W. Cây này Gam 3 nha. Gam 3 vẫn nhớ 16 6.0, giá 600.000 ha. Cây này Gam 3 của Oppo chính hãng nha. Mà cũng đẹp kênh sơ ben luôn mà tại sao Rồi, cây này số 10-13 ha. Apple F1W Gam 3 cũng nhớ 16 6.0, giá 600.000 ha. Màn hình đẹp không nứt gì hết nha. Máy ok ha, full chức năng ha, không lỗi gì hết nha. Cây G500 thì số là 077 nha. Sau cái số này bữa bị lạc mất tiêu, không có thấy đăng clip. Đây này riêng nguyên cây luôn. Riêng nguyên một cây luôn. G500 ha, số 77 nha. Android 5.0. Giá nó có 500.000 ha, 500.000. G500. Cây số 91 là cây Sony C3. Sony C3 học online tốt 5.0, giá 400.000. Cái Sony C3 ha, cái nắp nó bị mất rồi. Nắp nó bị mất rồi. Mất nắp rồi ha. Thì bỏ sim, bỏ thẻ nhớ vô xài bình thường. Bỏ sim, thẻ nhớ vô xài bình thường nha.
Rồi, cây này giá 400 ngàn nha. Số là 91 nha, 400 ngàn, 91, 400 ngàn ha, Sony C3 ha. Rồi, cây này là... cây này là cây Sony G700. G700 này gam 2, bộ nhớ 16, 6.0, giá 650 nha. 650, cây này 92 nha. Số 92. G700 green nguyên cây luôn nha. Cây này màng green luôn nha. Lên vỏ nha. Màng green và lên vỏ đẹp nha. Màng green lên vỏ đẹp nha. Cây số 92. Cây này giá 5650 nha. 650. Wi-Fi đầy đủ hơn, pin tốt hơn. Oppo Neo 7 với nước kính, học online tốt 5.1. Giá 250 nha, cây bị nứt kính nha. Oppo Neo 7 chính hãng màu đen nha, 93. Số 93 ha. Số 93 đó. Nó bị nứt kính nha, nứt kính ở trên đầu nè. Đó, từ đây xuống lên đây ha. Đó, nứt kính. Bị nứt kính thôi chứ xài bình thường hết luôn nha. Cây số 93 ha, 250 thôi. Bán chữ trái nha, học online tốt. Tải YouTube đỏ ok, Zalo Facebook. Rồi cây 94 ha. Số 94 là cây GTS 1516 Plus. Cây GTS. GTS này mở sim ở trên đầu. Đó, mở sim trên đầu ha, sim 1, sim 2 ha. Thẻ nhớ thì đúc ở trên cái sim này. Rồi gắn lại vậy ha. GTS là mở trên đầu vậy đó, 1516 Plus. Cây này học online tốt 5.0, giá 400 ngàn thôi. Cây này bự ha, đúng ra cây này bán 500 á, mà pin nó tốt nữa. Mà thôi em bán cho học sinh học ha, bán giá có 400 ngàn thôi, lời 50 ngàn ha. Cây này 994 nha, số 94 ha. Màn hình thì đẹp ken span luôn, không lỗi gì hết nha. Đó, màn hình đẹp nha, không lỗi gì hết nha. Rồi số 94 ha. Rồi cái 95. Cái cảm đẹp ken luôn, chưa mới lột kín luôn. Nó còn bóng láng luôn. Ơn sao nó hơi chạy một tí ha. Cây này gọi là VMAX B đen. Gam 2 bộ nhớ 16, 8.1 luôn, Android quá cao luôn. Cây này 550 nha. Cây này thay cục pin mới nha. Cục pin nó mới luôn nha. Cây này số 95, cái số 95 nha. 550. Cục pin em mới mua luôn. Đây em mới mua cục pin luôn, pin mới nha, có dán tem đàng hoàng, máy còn ok luôn ha. Cây này bữa bị hư cục pin nên em mua cục pin thay vô ha, máy ok luôn, màn hình đẹp luôn, nó màn đẹp luôn ha. Rồi cây này giá 95 nhân giá 550 ha. Rồi cây 97. Cây 97 là Vivo 1606. Cây 1606 ha. Cây này gam 2 của nhu 16 6.1, giá 500 ngàn. 500 ngàn chuẩn gam 2 của nhu 16 nha, 6.1 luôn. Cây Vivo 1606 số 97 ha. Ai không nhớ tên nữa máy thì nhớ cái số 97 là đúng ngay cây đó ha. Em một cái số chỉ dán một cây thôi nha, nên đúng cái số đó là ra cái máy này ha, em bán đúng cái máy luôn ha. Máy ok ha. Trên đây mà không nhìn rõ rồi sao chụp hình qua nhìn rõ, thì đúng cái trên đây coi ok rồi, quay phim cho coi rồi còn đâu có hình nữa. Rồi cây 97 ha, 500 ngàn. 98. Cây 98 là một cây Sony Z3V. Cây này nó bị hơi lót, lót là không có nứt kính gì đâu mà lót hơi trắng trắng. Gam 3 bộ nhớ 32, 5.1, giá 600 ngàn. Cây 98, cây này gam 3 nha. Nhìn bình thường không thấy, không biết đâu, đẹp lắm. Đó, nhìn bình thường mà hình cũng đẹp nữa, nó bị lót à, thấy không?
mở màu trắng lên mới thấy bị lót, nhưng mà máy rất là mượt nha, RAM 3 cũng nhớ 32 nha, đẹp gen xe bay luôn. Máy ok, wifi đầy đủ ha. Đó, em quay ở đây mất cái nắp này ha. Còn bên đây thì còn ha. Rồi cái ta 98 giá 600.000, RAM 3 bộ nhớ 32 nha. Rồi, một cây iPhone 8 Plus màu đỏ ha, 8 Plus, cây này hàng nhái nha. Bán nghe gọi nha. Bán 500.000, số 99 nha. Cây này thì em tải YouTube YouTube Zalo rồi. Em tải YouTube Zalo mà nó chưa hiện Zalo. Ê, YouTube nằm đây nha, màu tím tím nè. Cái YouTube này nằm đây ha. Em tải cái YouTube vô đây rồi. Cái phần mềm đó người ta gọi là YouTube. Chỗ này dính keo nhân dơ nha, chứ không phải là bị hư màn hình nè. Đây, YouTube nè ha. Cái mua chữ trái rồi phe của rồi ốp lưng vô rồi giống như là thế ha. Còn muốn tải gì vô app to nè, mà tải nhiều thì lắc nha. Tải ít ít thôi, ví dụ như YouTube, Zalo, TikTok, Line rồi ha. Đây này 500.000 nha, số 99 ha. Rồi có cây 101 ha. Cây này Asus Z00VD, RAM 2 bộ nhớ 16 5.1, giá 400.000 ha. 400.000 cây này ha. 400.000 là do cây này nó vỏ nó cũ quá. Đúng rồi, cây này bán 500 á, tại chuẩn RAM 2. Màn hình nó cũng chày nữa nên em bán 400 ha. 400.000 nha, chuẩn RAM 2 bộ nhớ 16 nha. Wi-Fi đầy đủ, pin tốt ha. Xài ok ha. Nó mạng hơi chạy ha, xài bình thường không có gì hết. Đó, 101 ha, giá 400.000. Rồi cây ZTET A33 của hàng ZTET nha, vỏ cũng hơi chạy ha. RAM 2 bữa như 16 8.1 nha. Cây này chuẩn RAM 2 bữa như 16 luôn nha. Cây này em bán 400 luôn, vỏ nó hơi chạy ha. 102 ha. Cây này găng tay một chạm màu đen ha. Màn hình thì cũng đẹp nhưng không chạy nha, màn hình thì không đẹp ha. Màn hình thì đẹp không chạy ha. Màn hình thì đẹp, đã ở sau nó hơi chạy nên bán vậy ha. Chuẩn RAM 2 bộ nhớ 16 nha. Android thì khỏi nói, cao lắm, Android cao lắm. ZTET ha, pin tốt ha. Cái này ZTET Android 8.1 luôn ha. Rồi 400.000 luôn. Rồi cây Asus Z010D. Cây này nặng kịch nè, nó nặng lắm nha. Nội cục pin trâu lắm, cây này là trâu nhất pin nữa. Asus Z0010D, RAM 2 bộ nhớ 16 5.1, giá 500.000 nha. Cây này số là 0104 nha. 104. 104 nha. Cây này mạnh lắm. Pin trâu nữa. Nha, rất là mạnh ha. Đó, pin nó nặng kịch nè. Nặng kịch pin để tuần lễ vẫn còn luôn, để chế độ ngủ nha, em không làm chân á, chỉ là tắt màn hình để đó tuần lễ vẫn còn 50%. Ghê, cây này pin trâu lắm, để mà nghe gọi chứ không đừng tuần hơn. Rồi 500.000 nha, 104 ha, nó cũ qua 5 tháng nha. Em bán máy cũ là vậy không ha, còn máy mới thì vô thế giới động rồi điện máy xanh mua ha. Em bán máy cũ chứ có khi mua về hỏi ủa cũ quá. Rồi nó cũ thiệt. Rồi cây iPhone 5G 16GB. Cây này bán nghe gọi nha. 400.000. Em bỏ sim nghe gọi rồi ha. 105. Nó full chức năng nha. Wi-Fi đầy đủ không? Em bán nghe gọi nha. Em bán nghe gọi ha. iPhone 5. Đây em test nghe gọi rồi ha. Máy ok ha, máy không lỗi gì hết nha. Em bán 400.000 nha. iPhone 5G 400 ha.
Wico K200, Wico K200 nha. Cái Wico học online tốt 8.1 luôn. Giá là 400.000, 106 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50.000, còn lại 350 cộng tiền ship 35.000 nha. Ship tới chỗ cho kiểm tra hàng ok thì nhận ha. Mua 2 cây trở lên thì bao ship, 1 cây thì 35.000 tiền ship. Chuyển khoản hết số tiền trên máy, như ví dụ như cây này là 400 thì chuyển hết 400 thì em bao ship luôn ha. Chuyển về không đồng ha. Ở bên đây cọc mới bán, không cọc không bán nha. Rồi cái 400.000 ha. 400.000. Wico, Wico K200. Cây Wico. Pin tốt luôn nha. Ok lắm ha, màn hình tốt luôn ha. Cây này không có lỗi gì hết. Ủa máy ảnh nó kêu cho nó cho phép nó vị trí gì ta? Nó lấy vị trí gì vậy? Rồi 400.000 nha. Cây này học online tốt 8.1 luôn ha. 400.000 ha, 106 ha. Rồi cái cây 107 ha. Wico Sumni. Wico Sumni 107 ha, học online tốt 7.1 luôn. Android 7.1 luôn, giá 350. Câu được YouTube đỏ, Zalo ha. Cây này Android từ 5 chấm trở lên là câu được YouTube, Zalo ha. Cây này không phải bị cảm nha, tại em cái tay em vuốt không hết á. Đây, em test cho coi nè. Cái tay em vuốt không hết nữa, mở khóa nha, đừng hiểu lầm bị cảm nha. Không phải, cây này full luôn á, không lỗi gì hết. Bữa nay quay cái app này nó lấy nét lìa, nó giật giật quá. Ờ, 107 ha, Sony 2, 350, 107 ha, 350 ha. Wico, Wico. Rồi một cây Sony XA. Cây này RAM 2 vừa như 16, 7.1, giá 500.000, 108. Sony XA ha. Viền cũng còn ok ha, nắp đầy đủ ha. Màn hình LED. Màn hình nó đẹp lắm nha. Sony XA ha. Em ghét nhất là mấy cái mà diệt virus tắt. Em ghét mấy cái diệt virus đó. Cái nào không cần thiết, có khi cái máy này là máy quốc tế, có khi nó dùng cho những cái ứng dụng nè, dùng cho những cái ứng dụng bên ngoài á, là bên nước ngoài á, tại vì nó quốc tế nó dùng hết tất cả các nước nên bắt buộc nó gài cái này cái kia vô, có khi của nước nó nữa, nên mình nước mình không có mình xóa bỏ để làm gì cho nặng. Rồi 108 ha, cây này 500.000 ha, Sony ha. Không lỗi gì hết nha, full nha, em test hết rồi á. Rồi Sony XA ha. Em còn một cây xịn. Cây này không biết làm sao luôn. Cây này á, cây này là một cái cây số là 103 đấy ha. Nhớ 103 nha. Cây này là Inbox.vn. Đời của nó là Inbox 200. Gam 2 bổ như 16, 8.1. Cây này em bán 2 triệu nha. Nếu mà biết chơi thì cây này á, ở ngoài nó bán là 5 triệu, 4 triệu 999 ngàn. Cây này là máy tính tiền nhưng mà xài Android. Nó có cổng giao tiếp. Sao cho coi ta. Đây. Có cổng giao tiếp ha. Cổng giao tiếp nè. Lấy nét coi. Nó có hai USB rồi cổng LAN rồi cổng micro ha. Cổng thẻ nhớ ha, tai nghe ha. Cái máy này có loa ngoài luôn nha, có cổng LAN đàng hoàng ha. Cái nguồn này nguồn điện trực tiếp vô nha, nó xài 24V. Đây, có nguồn điện trực tiếp 24V luôn nha. Cái máy này cho theo là nguồn luôn nha. Nó đế nó bằng nhôm nha, nó nặng lắm. Để cao kê là ok luôn ha. Cái nút nguồn đó, nó nằm sau lưng. Nút nguồn này nằm sau lưng ở đây ha. Mở nguồn, tắt nguồn ở đây ha. Đó, nút nguồn nó nằm sau lưng. Rồi cái cây này á, bấm hai cái màn hình cũng lên ha. Nó xài hệ điều hành Android RAM 2 của nhóm 16 ha. Đó. Wi-Fi đầy đủ mạnh ha. Em tải sẵn YouTube luôn, cái này để cao kê cũng ngon nữa ha. Nhưng mà máy này là đúng của nó là máy tính tiền ha.
nó là xài RAM RD3. Chắc em nghĩ là cây RAM này có thể thêm vô được á. Nếu mà thợ thầy mở cái bung cái đít ra, gắn cây RAM 4-5 vô xài bình thường ha. Tại nó xài chung RAM của laptop á, chung RAM của laptop ha, RD3 vậy đó, RR3D3. Cây này bán giá gốc của nó, cây này tới 5 triệu luôn ha. Cây này em bán 2 triệu nha. Rồi để cao kê thôi cũng ngon ha. Nó xài nguồn điện G nha. Độc quyền có một cây một ha. Cái tên của nó này nha, ai lên Google search IBOS.vn, đời của nó là 200-200 ha. IBOS 200 là đời của nó ha. Lên coi giá biết liền ha. Rồi G2 Brim đẹp, lên vỏ nha, lên vỏ đẹp Kenspan luôn. Cây này 500 nha, còn không lên vỏ thì như cây 00 á thì giá là 400, còn lên vỏ đẹp là 500 nha. Lên vỏ đẹp, màn đẹp luôn ha, green nguyên cây luôn, chỉ lên vỏ nha, màn hình green luôn, men green, pin green, lên vỏ đẹp nha. Rồi như vậy là 500.000 ha. G2 Brim đẹp nha, 6.0 luôn, giá 500.000 nha. Số 82 GTEC A32F học online tốt, cây này 8.0 luôn, Android 8.0, giá 300.000, găng tay một chạm luôn không. GTEC màn hình nó hơi chạy nhẹ nha. Máy em mới khởi động lên á, thường em tắt máy sạc, người mới khởi động lên á cái nó chưa vô nó bị lắc, nó chưa vô được rồi là nó nhanh lắm nha. Em mới khởi động wifi đầy đủ ha. GTEC A32F học online tốt 5.0 giá 300 nha. Số 82 chỉ đọc cây máy số 82 là em biết cây này em bán ha, 300.000. Rồi cây 87, cây Oppo A39 bị ám nha, cây này RAM 3 nha, RAM 3 bộ nhớ 32 luôn, cây này 5.0 học online tốt, YouTube đỏ ok, cây này 550 nha. Oppo chính hãng A39 nha, cây 87 nó không nứt không gì hết, nhưng xài bình thường mà hơi ám, nó hơi ám vàng ở khúc dưới nè, không xài bình thường hết, không có gì hết, rất là nhanh, RAM 3 của nhớ 32 nè. Em lướt hả, thấy em còn chóng mặt ở đó, muốn thắng lại nè, giờ mình chưa giữa phải thắng lại, lướt là thắng lại nè, chứ giờ nó nhanh quá, giờ không biết sao. Oppo chính hãng nha, pin tốt nha, 6-5 tháng nha. Muốn đẹp thì vô thế giới động với điện máy xanh hỗ trợ nha. Còn đây em bán hàng xấu không à, giá 550 nha. Cây này mà RAM 3 cũng nhớ 32 chổng bán ông 2 triệu rưỡi. Rồi cái 87 nha. Rồi đặc biệt cái 90 nó mới ghê nữa. Cái 90 nè, cây này là Samsung cái gì, Sony M5. Cây này RAM 3 có nắp đậy luôn ha. Cây RAM 3 nha, mà bộ nhớ 16 6.0 giá 700 nha. Cái Sony ha, Sony M5 10 gram 3 bộ nhớ 16 nha, gram 3 bộ nhớ 16. Cái cam trước của nó thấy không, tổ mẹ luôn, một cam trong quá, cái cam đẹp quá ha. Sony chụp hình là đứng đầu thế giới, để công nghệ của phần mềm Sony chụp hình mạnh lắm, kể cả phần Samsung nó còn mượn công nghệ của Sony nó xài. Sony M5 giá 700 ha, 700.000, RAM 3 nó mới 700 nha, chứ RAM 2 là nó có 500 rồi nha. Rồi số 90 nha. Rồi siêu phẩm này, Samsung chính hãng Galaxy A50s nha. Cây này em mới lên vỏ, rin nha, màn hình rin,
máy rin nha, chỉ lên vỏ thôi. Vỏ nó chày quá em, xấu quá em lên dòng mình dòng xịn mà giờ để vỏ chày thì bán kỳ quá. Em lên cái vỏ một cái ha. Rồi RAM 4 bộ nhớ 64, 3 camera luôn ha. Android ít lắm có 11 chấm ha. Bán giá 2 triệu. Cây này tại màn hình rin nha. Màn hình rin luôn. Màn hình rin nó có khác nha. Nó sâu nét đã lắm ha. Ai mà nói màn hình lô em cho luôn nha. Màn hình rin nó mới có cái giống này nè. Nó ám nhẹ tí nị nhưng mà ở dưới cái góc này ha, màn hình rin nó mới ám, màn hình lô không có ám nha. Có cái dấu đó mới gọi là rin đó nha, nó mới có giá trị. Người mà xài điện thoại biết rồi mới biết ha. 50s ha. Đó, màn hình rin, men rin luôn, pin rin luôn, chỉ có lên vỏ thôi nha. 2 triệu ha, cây số 72 ha, Galaxy A50s. Cây GTS 1508 Plus, học online tốt 5.0, giá 400.000 nha. Cây số 73, rẻ rề luôn. Cây này không nứt không gì hết nha, em bán có 400.000 thôi à. GTS 1508 Plus ha. Em có hai cây à, cây màu một, hai cây màu xám luôn hả, một hai cây nó cũng ná nhau, cây màu nâu nâu, cây màu vàng ha. Nó cũng giống như trang vậy luôn á, không lỗi gì hết, full chức năng ha. Cây 73 và cây 74 cũng giá 400.000 ha. Em cầm lên cái có gì em cắt hay dễ ha. Rồi em chào bà con nha. Cây số 57. Cây số 57 này là G200. Cây này học online tốt 5.1, giá 350. Cây này bị sọc nha. Lên vỏ đẹp luôn mà bị sọc một đường ha. Nếu mà cây này không sọc là cây này giá 500.000 nha. Còn có 350 nó mới sọc một đường ha. Đây. Màn hình rin luôn, rin nguyên cây luôn, bị sọc một đường không ảnh hưởng gì hết nha. Xài bình thường, cảm ứng xài bình thường. Bị sọc uổng quá trời luôn, có một cây một ha, bị sọc wifi đầy đủ ha. Bị sọc uống quá trời. Bị chày nha, bị nứt nha, chứ không có sọc, không nứt nha. Bị chày chứ không có nứt nha, bị sọc không à. Rin nguyên cây. Cây này rin. Tem thợ ha. Tem của Samsung rin. Bị sọc một đường ha. Rồi giá nó 350 ha. Và tăng lên ha. Rồi, Galaxy Z1 2016, học online tốt 5.0, giá 400.000, cây 59 nha. Cây này Z1 2016 nha, Android nó 5.0 luôn nha. Z1 2016 ha. Z1 2016, cây này rin nguyên cây luôn. Rin nha. Z1 2016, rin nguyên cây luôn, học online tốt 5.0. Giá số 59 nha, còn đẹp cây thôi ha. Vỏ vòng vòng nó bị chày bốn góc ha, còn đẹp ha. Nó giống như cây G320 ha. G1 2016 nó giống G320 mà nhỏ hơn ha. Cây Galaxy S5 vỏ, cái vỏ còn đẹp quá. Số 60 nha. Galaxy S5 RAM 2 bộ nhớ 16 6.1, giá 600.000. Cây này chính hãng của Samsung nha. Cây này S5 nha. Số 60 nha. Rồi 500.000 ha. Cây này S5 nha, chính hãng, màn hình đẹp luôn, không ám luôn, màn hình đẹp luôn nha. Đó, sóng wifi đầy đủ ha, có hồng ngoại luôn nha. Vỏ xấu qua 5 tháng nha, chứ vỏ đẹp thì vô thế giới di động với điện máy xanh nha. Ở em bán vỏ xấu không mà. Galaxy S5 RAM 2 của nhớ 16 6.1, giá 600.000 ha. Số 06 nha, 06. Rồi 61, số 61 GTS A32F, găng tay một chạm ha. Cây này màu đen ha, học online tốt, Android cao ghê luôn, 8.1 nha. 400.000 cây này nha. Cây này 6.1 ha, 61 nha. 61 luôn, cây này Android 8.1 luôn. GTS không nứt gì hết nha, mà hình đẹp luôn nha. GTS này nó có chế độ làm hình này hình kia,
Em quay qua làm sao, quê ở đâu ta? Về nghiên cứu đi, em quý rồi. Này giờ đặt cái gì nữa? Nó cần phải đặt gì quay gần sau luôn. À, nằm trên đây. Rồi, quay gần sau ha. Rồi, cây này chơi số 61 nha, 400 ngàn. Cây 62, cây này GTS-S31. GTS-S31 nha. À, ha. Cây gam 2 luôn chuẩn nha, gam 2 của như 16, 6.1 giá 500 ngàn nha. GTS-S31 số 62. Số 62 nha. Cảm ứng ok ha. Ờ, cây số 62 nha, 500 ngàn. Được, nên em ghi số cho dễ chốt ha. AZ-Z00ED. Cây này AZ-Z00ED ha. Cây này gam 2, vững như 16, 5.1, giá 500 ngàn, số 50. Số 50 nha. Cái nút mở nguồn nằm trên đầu ha. Màn hình xài bình thường luôn ha. Rất ok luôn ha. Mượt lắm nha. À, vô cài đặt em vuốt cho coi nè. Đó, ghê không? Cây này ghê không? Gam 2 bữa nhớ 16 nha. Chuẩn nha. À, 500 ngàn ha. Pin trâu lắm. Asus là pin ok luôn ha. Nokia 2 học online tốt 7.0. Giá 400 ngàn. Cái Nokia 2 giá 400 nha. Số 51 nha, Nokia 2 số 51 ha. Màn hình cũng còn ok ha. À, mở màn hình. Hết pin rồi, em mở nguồn không lên. Để có gì em sạc lại ha. Rồi cây này 400 nha, 400 ngàn Nokia 2 ha, số 51 ha. Rồi cây số 52, cây GTS 1516 Plus, học online tốt 5.1, giá 400 ngàn nha. GTS cây này khác nha, mỗi cây là khác nhau hết nha, chứ không phải tên nó giống, nhưng mà cây kia hồi hôm qua là khác, cây này khác nữa nha. GTS 1516 Plus học online tốt 5.1 giá 400 ngàn, cây này số 52. Đó, mượt ha. Rồi 400 ngàn, 400 ngàn nha, cây số 52 ha. Cây này gỡ sim ở trên đầu này nha. Ở cái nắp này lên nha, bỏ sim hai sim nha. Rồi một cây là Telego 2. Cây này là Telego 2. Cây này học online tốt 5.1, giá 300 ngàn nha, số 53. Cũng còn đẹp ha. Em không biết hãng của Telego luôn. Nên tên máy sao em đọc vậy ha. Telego. Telego. Cảm ứng sao bình thường. Đó, em vuốt trong cài đặt ha, mọi người tự nhận biết nha. Cảm ứng nè, sao bình thường ha. Cảm ứng bình thường luôn ha. Wi-Fi đầy đủ ha, pin tốt. Rồi cây này số 53 nha, Telego 2 giá 300 ngàn. Ờ, cây Movitas C1. Movitas C1 ha. Movitas C1 học online tốt 8.1, giá 400 ngàn nha. 400 ngàn. Đây 400 ngàn nha. 400 ngàn. 400 ngàn ha. Cây Movitas C1 học online tốt 8.1 giá 400 nha. 400 ngàn ha. Số 54 nha. Số 55.
cây này của Mỹ, sách tay từ Mỹ, LG, LG Netsu. Cây này Netsu 5, gam 2 của nhóm 16. Cây này 6.1, giá 400.000. 400.000 ha. Netsu. Đây mở màn hình lên ha, nó hơi xấu vỏ nha. Tại vì cũng cài dữ lắm rồi đó. Màn hình thì đẹp nha. Màn hình thì đẹp nha. Ok ha. Thì Netsu ha. Netsu 5, giá là số 55 nha, giá 400.000. Vỏ nó hơi xấu nhưng xài tốt ha, bỏ sim nghe gọi ok. Rồi, Gear G2 Prime học online tốt 6.0, giá 400.000, số 00 ha. G2 Prime là quyền thoại rồi, em bán đây còn mười mấy cây ha. Mỗi cây 400, hồi đó em bán 500.000, giờ còn 400.000 á, nó rin nguyên cây luôn nha. G2 Prime 2 sim. Hãy nhớ ha, bỏ sim nghe gọi ok ha. Đó, có 400.000 thôi, của chính hãng Samsung ha. Máy rin nên vỏ nó hơi xấu nha. Còn nếu mà lên vỏ đẹp thì giá nó 500 nha. Lên vỏ đẹp Ken thì 500, còn vỏ mà rin như vậy thì rin nguyên cây thì giá nó là 400 ha, số 00. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50.000 ha, hay là chuyển khoản cho em 50.000. Còn lại 350 cộng tiền ship 35.000. Em gửi tới chỗ cho kiểm tra hàng ha. Rồi mua 2 cây trở lên thì em bao ship, còn chuyển khoản hết số tiền trên máy thì em bao ship ha. Rồi GTEP B51. Cây GTEP B51 này nó cứng khừ luôn. Cây này thì gỡ nắp ở trên đây ha. Rồi bỏ sim, 2 sim với thẻ nhớ trên đầu này ha. GTEP B51 gam 2 của nhóm 16 7.0, giá 500.000 ha. Số 17 nha, số 17. Đó, cây số 17 màu vàng đẹp cực kỳ luôn ha. Nó màn hình thì rực lửa luôn ha. Cảm ứng xài bình thường. Cảm ứng xài bình thường ha. Máy ok luôn. Màn hình đẹp ha. Màu đậm ha. Mượt ha. Pin tốt, wifi đầy đủ ha. Số 17 nha, 500.000. Rồi có số 21. Thì Galaxy Z500 bị ám. Hơi ám nha, học online tốt 5.0, giá 400.000. Cái cây này em lên vỏ đẹp luôn. Lên vỏ đẹp luôn. Cái vỏ xấu quá em lên cái vỏ luôn nhưng mà màn hình nó bị ám nha. Đó. Xài bình thường không nứt không bể gì hết, màn hình còn đẹp. Đây nứt miếng nha. Đây nứt góc một chiếc nỉ ha. Không ảnh hưởng gì hết nha. Bị ám em bán 400 ha, không ám là bán 550 rồi. 550, thường em bán cây này là 550, lên vỏ đẹp là 550. Nhưng cây này 400 là do nó bị ám ha. Rồi số 21, đẹp Ken Span, vỏ đẹp nha. Cây Galaxy Note 2 học online top 400.000. Cây số 23 nha. Cây Note 2. Cây Note 2 nha. Em có tải sẵn hết rồi nè. Em tải sẵn ha. Cái Note 2 ha. Cái Note 2 ha. Đó, chơi game cũng lợi nữa ha. Pin tốt ha. Rồi. Cái Note 2 ha. Cái vỏ nó hơi hở hở nha. Hai đầu nó bám nhưng mà ở giữa giữa nó hơi hở hở nhẹ nhẹ nha. Note 2 chính hãng của Samsung ha, 400.000. Cây số 23 nha. Rồi cái số 24. Số 24 Galaxy Z700 nứt kính. Gam 2 bữa nhân 16 6.0, giá 600.000 ha. Cây này nứt có một đường mà lên vỏ đẹp luôn. Lên vỏ đẹp Ken Span rin nguyên cây bị nứt kính nha. Lên vỏ đẹp ha. Lên vỏ thôi chứ mà máy rin hết toàn bộ nha, chỉ lên vỏ thôi ha, nứt kính một đường một ha. Em bán cái này 600.000 nha. 600.000. Rất là ngon luôn, màn hình bự luôn nha. Karaoke hay là cái gì rồi có pin cũng ok luôn. G700 nha, bị nứt kính nha. Rồi số 24 nha, giá 600. Rồi ai muốn đẹp cái số 25. 25 này cây là rin nguyên cây luôn. G2 gam 2 bữa nhiêu 16 6.0, giá 700.000 nha. Cây này là rin nguyên cây. Ok, này lên vỏ chứ.
em xin lỗi nha, cây này lên vỏ nha, cây này lên dây viền nha, lên vỏ nha, lên vỏ đẹp nha, cây này lên vỏ nha, màn hình trắng rồi nắp vàng là bí gộ, lên vỏ nha, riêng nguyên cây này lên vỏ nha, wifi ok nữa ha, wifi mạnh nha, pin tốt ha, cây này ok mượt lắm, riêng nguyên cây luôn ha, lên vỏ nha. Rồi cây số 25.700 ha. Tại em có một cây rin. À cây này rin nè. Hàng chi em lộn á. Nhưng mà cái vỏ nắp này của thằng bên kia mà em lấy qua, cái nắp của nó hư rồi. Cây này lên cái này rin nè, để rin luôn ha. Nó cây này rin nha, 700.000. Ai mà nói cái màn hình này không rin, đem lại em đền gấp 2 ha. Em nói rin là rin ha, còn nếu không rin thì em sẽ không nói ha. Galaxy Z700 RAM 2 bộ nhớ 16 6.0 giá 700 nha. Số 26 ha. Hai sim hai sóng online ha. Em có cây Z7 Pro ha. Z7 Pro RAM 3 bộ nhớ 32 9.0 giá 1.3 nha. Z7 Pro ha. Này vỏ rin ha. Z7 Pro ha. Đó, đẹp gen xe ben ha. Z7 Pro đẹp ha. Đó, pin tốt nha. Z7 Pro ha. Giá 1.3 nha. Số 28 ha. Còn cây iPhone 4 16GB bán nghe gọi giá 250. Cây này vỏ đẹp, giường đẹp ha. À, hư nút hôm. Nút hôm này thì ra ngoài tiệm chỗ nào có thay dở ẹt ha. Thay dở mấy chục ngàn bạc. Tại vì em làm biến á, tại vì cây này thay nút hôm phải gỡ hết toàn bộ. Cây này nút hôm bị lỗi ha. Nút hôm trên đây xài nghe gọi ok ha. Wi-Fi các kiểu ha, full chức năng không lỗi gì hết. Nút hôm này muốn thay á thì mở hết toàn bộ máy ra rồi mở luôn cái màn hình ra mới thay được cái nút hôm này. Tại em không rảnh, em bận quá. Nên để về bán có 250, nhưng thay đúng hôm vô thì bán 300. Mà thôi để về bán 250 ha. Số 31 nha, 31 bỏ sim nghe gọi pin trâu ha, ok. iPhone 4 ha, bỏ sim nghe gọi cũng sành điệu ha, nhỏ, gọn, bỏ túi. Gặp con trâu trội chết trâu luôn, sườn cái nóc nha. Số 33. Số 33 ha. Cây này Oppo Neo 7 nước kính học online tốt. 5.0 giá 250 nha. 250 thôi. Oppo Neo 7 cây này bị nứt kính nha. Nó nứt rất là nặng luôn. Nhưng mà cảm ứng xài bình thường. Này cảm ứng xài bình thường mới ghê chứ. Em để về bán 250 chữa cháy nha, bỏ sim nghe gọi ok chơi game bậy bạ nha. Câu YouTube cũng đỡ ghiền ha. Nứt kính rất là nặng nhưng cảm ứng xài bình thường nha. Giá 250 ha. Oppo Neo 7 số 33 nha. 33.